Thực hư vụ giáo viên nhắn tin group kín nói xấu, miệt thị phụ huynh và học sinh hết nấc, Phòng Giáo dục và Đào tạo lên tiếng. Sáng nay ngày 27 tháng 4, mạng xã hội vẫn còn đang xôn xao vụ việc về những hình ảnh ghi lại loạt tin nhắn nghi của cô giáo mầm non mỉa mai phụ huynh trong lớp. Những tin nhắn này được chụp lại trong một group chat. Trong đó, những tài khoản Facebook ở nhóm chat này nhắc đến các phụ huynh với lời lẽ tiêu cực, thậm chí còn gọi một phụ huynh nam trong lớp là như con đàn bà, bằng tuổi chị mà láo. Khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người nghi vấn đây có phải tin nhắn từ một nhóm kín trên mạng xã hội của các cô giáo thuộc một cơ sở mầm non tư thục tại Nghệ An hay không. Trả lời VTC News, ông Trần Xuân Nhương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận các tin nhắn này là của các cô giáo của cơ sở nuôi dạy trẻ tư thục Ngôi Sao, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Lưu đã làm việc với chủ cơ sở Ngôi Sao thì họ xác nhận nội dung đăng tải trên mạng xã hội là đúng của các cô nhóm tư thục Ngôi Sao. Chủ cơ sở nhóm trẻ tư thục Ngôi Sao đã thừa nhận sai và cam kết chấn chỉnh lại giáo viên, không để tình trạng này tái diễn, đồng thời xin lỗi các phụ huynh học sinh. Những lời lẽ của những giáo viên trên là không đúng chuẩn mực, điều này tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến phụ huynh và học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ đôn đốc nhắc nhở các cơ sở ngoài công lập về việc thực hiện đúng các quy định chuẩn mực của nhà giáo. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm. Còn bạn, bà thấy sao về pha nhắn tin miệt thị phụ huynh học sinh này? Comment cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.